Cô chào các em, quay lại với kênh YouTube Miss Thanh Tiếng Anh Cơ Bản. Hôm nay chúng ta sẽ học Unit 5, Our Customs and Traditions, các phong tục và truyền thống của chúng ta, của tiếng Anh lớp 8, bộ sách Lobosit. Trong bài học này, chúng ta sẽ học Getting Started, Alosha Group 1 và Alosha Group 2. Bài học gồm những nội dung chính như sau. This unit includes vocabulary, từ vựng, customs and traditions, truyền thống và phong tục, pronunciation, phát âm, n and ng, grammar, ngữ pháp, zero article, không dùng mạo từ, skills, các kỹ năng, reading about a local festival, đọc về các lễ hội địa phương, talking about a normal family event that you take part in, nói về sự kiện gia đình thường ngày mà các em tham gia, listening about a festival, lắng nghe về một lễ hội, writing an email to give advice on taking part in a festival, viết một email để xin lời khuyên về việc tham gia một lễ hội. Everyday English, tiếng Anh hàng ngày. Giving advice, nhận lời khuyên. Ta đi vào phần thứ nhất, Getting Started, khởi động. Tết is coming, Tết sắp đến rồi. Elena, wow, this girl looks so cute. Wow, bạn gái trông dễ thương quá. Trang, yeah, she's my cousin. She said, Sadek Flower Village, that is coming soon, so many people visit Flower Village to take pictures with the blooming flowers. Vâng, em ấy là em họ của tôi. Em ấy đang ở vườn hoa Sadek. Tết sắp đến rồi, vì vậy nhiều người đến vườn hoa này để chụp hình cùng với những bông hoa đang nở tươi thắm. Elena, wow, I found up admiring the flowers. Do your family visit places like this too? Oh, mình rất thích ngắm hoa. Gia đình của bạn có đến những nơi như thế này không? Trang, yes, we do. We usually visit Nhật Tân Village to buy kumquat trees and peach blossoms. À, có chứ. Chúng tôi thường đi đến làng Nhật Tân để mua cây quất và một vài cành đào. Elena, I see flowers and ornamental trees everywhere these days. What are they for? Vào những ngày này, mình thấy có rất nhiều hoa và cây trang trí ở khắp mọi nơi. Chúng dùng để làm gì vậy? Trang, we, Vietnamese, use plants and flowers for decorations and for offerings. They are an important part of our Tết tradition. Người Việt Nam chúng tôi dùng cây và hoa để trang trí và cúng kiếng. Đó là một phần quan trọng trong truyền thống Tết cổ truyền của chúng tôi. And what that tall tree in the portal? Và cái cây cao trong hình là cái gì vậy? Trang, well, it's actually a bamboo pole. People place it in the yard of the communal house. They hand decorated items like small bells and lanterns on it. They want to chase away bad luck and pray for a lucky new year. À, thật ra nó là một cây nêu. Mọi người đặt nó ở sân đình. Họ sẽ treo những vật trang trí lên trên đó, như những cái chuông nhỏ hoặc đèn lồng lên đó. Họ muốn xua đuổi những điều xấu và cầu nguyện một năm mới nhiều may mắn. Elena, interesting. I didn't know that. Thú vị quá.
Mình không biết điều đó đấy. Unit 5. Our customs and traditions. Page 50. Getting started. Tet is coming. Activity 1. Listen and read. Wow, this girl looks so cute. Yeah, she is my cousin. She is at Sardek Flower Village. Tet is coming soon. So many people visit flower villages to take pictures with the blooming flowers. Ah, I'm fond of admiring the flowers. Does your family visit places like this too? Yes, we do. We usually visit Nyat Tan village to buy kumquat trees and peach blossoms. I see flowers and ornamental trees everywhere these days. What are they for? We Vietnamese use plants and flowers for decorations and for offerings. They are an important part of our Tet tradition. And what's that tall tree in the photo? Well, it's actually a bamboo pole. People place it in the yard of the communal house. They hang decorative items like small bells and lanterns on it. They want to chase away bad luck and pray for a lucky new year. Interesting. I didn't know that. Number 2. Read the conversation again. Entity true. RF fonts. Đọc lại đoạn văn một lần nữa. Và tiết dấu V vào cột T đúng hoặc F sai. 1. Elena and Trang are at Sardek Flower Village. Elena và Trang đang ở vườn hoa Sardek. Câu 1 ta chọn phone. 2. Many people visit Flower Village to take photos. Nhiều người đến vườn hoa để chụp hình. Câu 2 ta tích vào cột. 3. Trang's family usually buys kumquat trees and peach blossoms at Nhật Tân Village. Gia đình của Trang thường mua cây quất và hoa đào ở làng Nhật Tân. Câu 3. Ta tích vào cột. 4. Flowers are not part of any Vietnamese traditions. Hoa không phải là một phần trong truyền thống của người Việt. Câu 4. Ta tích vào cột. 5. People decorate bamboo poles with small bells and lanterns for New Year's. Mọi người trang trí cây nêu với những cái chuông nhỏ và đèn lồng cho năm mới. Câu 5. Ta sẽ tích vào cột. 2. Number 3. Match the braces with the correct pictures. Hãy nói các cụm từ với những bức tranh đúng. 1. An ornamental trees, cây trang trí. Ta ghép với hình gì? 2. Bamboo pole, ta ghép với hình A. 3. Decorated items, đồ trang trí. Ta ghép với hình E. 4. Blooming flowers, hoa nở. Ta ghép với hình B. 5. A communal house, sân đình. Ta ghép với hình C. Number 4. Complete the sentence with the verbs from the board. Hoàn thành các câu sau với động từ trong hợp thoại. Động từ thứ nhất, admire, say mê, chase, rượt đuổi, rượt theo, chạy theo, pray, cầu nguyện, place, đặt. 1. The British decorate their Christmas trees and khoảng trắng presents under them. Người Anh trang trí cây Noel và đặt những món quà dưới những cái cây này. Câu 1 ta lấp đầy với động từ place. 2. Term place to khoảng trắng the view from the hill. Term hít tận hưởng khung cảnh từ trên ngọn đồi. Câu 2 ta sẽ lấp đầy với động từ admire.
tree in many cultures. Knocking on wood is a way to hoảng trắng away bad spirits. Ở nhiều nền văn hóa, gõ vào gỗ là một cách để xua đuổi những điều xấu. Câu 3 ta sẽ lấp đầy với động từ chase. For many Asians go to Buddhist temples to khoảng trắng for good luck. Nhiều người châu Á đi đến đền chùa để cầu may. Câu 4 ta sẽ lấp đầy với động từ brave. Number 5. Quiz. Giải câu đố. New Year's around the world. Năm mới trên thế giới. People around the world celebrate New Year's differently. To the country with its tradition below. Nhiều người trên thế giới đón năm mới theo nhiều cách khác nhau. Hãy chọn quốc gia cùng với những phong tục của họ bên dưới. 1. Visiting pagodas, viếng chùa. A. The US, người Mỹ. B. Việt Nam. Câu 1 ta chọn B. 2. Brewing water at each other, tạt nước vào người khác. A. Thailand, Thái Lan. B. Japan, Nhật Bản. Câu 2 ta chọn A. 3. Ringing a bell 108 times, rung chuông 108 lần. A. Japan, Nhật Bản. B. Việt Nam. Câu 3 ta chọn A. 4. Giving and receiving lucky money, cho và nhận lì xì. A. The US, Mỹ. B. Việt Nam. Câu 4 ta chọn B. 5. Watching a bomb drop at midnight in Times Square, xem quả cầu rơi xuống lúc nửa đêm ở quảng trường thời đại. A. Thailand, Thái Lan. B. The US, Mỹ. Câu 5 ta chọn B. A closer look one. Vocabulary. Từ vựng. Number 1. Write a phrase from the book under its pictures. Viết một cụm từ từ trong họp hội dưới mỗi bức tranh. Wedding ceremony. Đám cưới. Food offerings. Mâm cúng. Martial arts. Võ thuật. Well worship, tục thờ cá ông. Family reunion, đoàn tụ gia đình. Festival goers, người đi trảy hội. Hình thứ nhất, đoàn tụ gia đình, ta có family reunion. Hình thứ hai, một đám cưới, ta có wedding ceremony. Hình thứ ba, là một mâm cúng, ta có food offerings. Hình 4, tục thờ cá ông, ta có well worship. Hình thứ 5, võ thuật, ta có martial arts. Hình thứ 6, những người tham gia trại hội, ta có festival goers. Number 2, complete each sentence with the correct option A, B or C. Hoàn thành mỗi câu với các lựa chọn A, B hoặc C. 1. We have a tradition of holding a family khoảng trắng on the first day of Tết. Chúng ta có một truyền thống, đó là việc tổ chức một buổi. A. Reunion, đoàn tụ. B. Cuộc công việc. C. Meal, bữa ăn, gia đình, trong ngày đầu tiên của Tết. Câu 1 ta chọn A. 2. It's a tradition for shops to have a light and dance performance at the opening. Đó là một truyền thống mà các chủ cửa hàng thường có biểu diễn múa lân vào ngày khai trương. A. Worship, thờ cúng. B.
celebration, tổ chức. C, ceremony, buổi lễ. Câu 2 ta chọn C. 3. The tradition of khoảng trắng, Wales, is popular in Vietnamese coastal village. Truyền thống khoảng trắng cá ong phổ biến ở các làng biển Việt Nam. A. Admiring, cảm phục. B. Worshipping, thờ cúng. Câu 3 ta chọn B. Worshipping. 4. She broke with family tradition by not practicing khoảng trắng. Cô ấy đã phá vỡ truyền thống gia đình bằng việc không luyện tập. A. Acrobat, diễn xiếc. B. Martial arts, võ thuật. C. Offering, cúng kiến. Câu 4 ta chọn B. 5. Traditionally, the Vietnamese revere khoảng trắng to worship their ancestors during Tết. Theo truyền thống, người Việt Nam sẽ chuẩn bị khoảng trắng để dâng lên tổ tiên của mình trong ngày Tết. A. Offerings, mâm cúng. B. Decoration, vật trang trí. C. Worshipping, thờ cúng. Câu 5 ta chọn A. Offerings. Number 3. Complete the sentences with the words from the book. Hoàn thành các câu sau với các từ trong hộp thoại. Custom, phong tục. Keep, giữ. Traditionally, một cách truyền thống. Practice, thực hành. Break, phá vỡ. One, this year, we will khoảng trắng with tradition and go on holiday instead of staying at home during Tết. Năm nay, chúng ta sẽ phá vỡ truyền thống và đi nghỉ mát thay vì chỉ ngồi ở nhà trong suốt ngày Tết. Câu 1 ta sẽ lắp đầy với động từ break. 2. Khoảng trắng. Children in the US go from house to ask for sweets on Halloween. Theo truyền thống, trẻ con ở Mỹ sẽ đi từ nhà này đến nhà khác để xin kẹo trong lễ Halloween. Câu 2 ta sẽ lắp đầy với trạng từ traditionally. 3. Holding a party to which our grandparents longevity is one of the customs we khoảng trắng at Tết. Tổ chức một buổi tiệc để cầu mong ông bà sống trường thọ là một trong những phong tục mà chúng ta thực hiện trong ngày Tết. Câu 3 ta sẽ lắp đầy với động từ practice. 4. Organizing a folksong club is one way for us to khoảng trắng our traditions alive. Tổ chức một câu lạc bộ dân ca là một cách để giữ cho truyền thống sống mãi. Câu 4 ta sẽ lắp đầy với động từ keep. 5. It's becoming a khoảng trắng for young people to celebrate New Year's in addition to Tết. Việc người trẻ mừng Tết dương lịch và Tết nguyên đán đã trở thành phong tục. Câu 5 ta sẽ lắp đầy với danh từ custom. Chúng ta đi qua phần phát âm. Trong bài học này, chúng ta sẽ được làm quen với phát âm N và ng. Sau đây, cô mời các em cùng chú ý lắng nghe hai cách phát âm này nhé. Unit 5. Our Customs and Traditions. Page 52. A Closer Look. 1. Pronunciation. N and ng. Activity 4. Listen and repeat the words. Pay attention to the sounds N and ng. N. Thin. Land. Ceremony. Longevity. Tradition.
ng. Thing. Thank. Single. Language. Offering. Number 5. Listen and practice the sentences. Underline the words with the sound n and circle the words with the sound ng. Lắng nghe và thực hành các câu sau. Gạch dưới những từ có phát âm n và phanh tròn các từ có phát âm ng. 1. Mary wore a pin dress last night. Mary đã mặc một bộ váy màu hồng vào tối ngày hôm qua. Ta có pink có phát âm ng, night có phát âm n. 2. I think we should buy this ornamental tree. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên mua cây trang trí này. Ta có think có phát âm ng, ornamental có phát âm n. 3. He thanked the host for the enjoyable party. Anh ta cảm ơn chủ nhà về bữa tiệc thú vị. Trong đó ta có thank có phát âm ng, enjoyable có phát âm n. 4. My mum made a string rose for the longevity party. Mẹ tôi làm chả giò cho tiệc mừng thọ. Trong đó ta có string có phát âm ng, longevity có phát âm n. 5. I will bring some food to the party on Saturday. Tôi sẽ mang một ít thức ăn đến buổi tiệc vào ngày thứ bảy. Trong đó ta có ring có phát âm ng, on có phát âm n. Sau đây cô mời các em cùng chú ý lắng nghe và thực hành các câu này nhé. Unit 5. Our Customs and Traditions. Page 53. A Closer Look 1. Pronunciation. N and ng. Activity 5. Listen and practice the sentences. Underline the words with the sound n and circle the words with the sound ng. 1. Mary wore a pink dress last night. 2. I think we should buy this ornamental tree. 3. He thanked the host for the enjoyable party. 4. My mum made the spring rolls for the longevity party. 5. I will bring some food to the party on Saturday. Ở bài học này, chúng ta sẽ được làm quen với zero article, không dùng mạo từ. Remember, ghi nhớ. Articles in English include a, under, and the zero article. Các mạo từ trong tiếng Anh bao gồm mạo từ a, under, và không dùng mạo từ. Sometimes, we use nouns with a, an, order. We call this the zero article. Thỉnh thoảng, chúng ta sử dụng danh từ mà không có mạo từ a, an hoặc the. Chúng ta gọi là không dùng mạo từ. We use the zero article. Chúng ta không sử dụng mạo từ với with uncountable or abstract nouns, với danh từ không đếm được hoặc danh từ trừu tượng. Example, sugar is not good for your teeth. Đường không tốt cho răng của bạn. Trong đó, sugar, đường, là danh từ không đếm được. Vì thế, phía trước nó, ta không sử dụng mạo từ. When making general statements,
khi đưa ra một nhận định chung chung. Example, ví dụ, students should work hard. Học sinh nên học hành chăm chỉ. Trong đó, students, các bạn học sinh, là danh từ chung, không phân biệt các khối lớp, giới tính, học lực, năng khiếu, vân vân. When describing general forms of transport, khi miêu tả các phương tiện giao thông nói chung. Example, ví dụ, we went there by boat. Chúng ta đi đến đó bằng thuyền. Phương tiện giao thông ở đây là danh từ boat, thuyền. Chúng ta đi vào phần bài tập. Number 1. Choose the correct option in each sentence below. Hãy chọn những giới từ đúng ở mỗi câu bên dưới. 1. It takes more than a or an hour to ride to Cần Thơ. Phải mất hơn một tiếng đồng hồ để đến Cần Thơ. Câu 1, ta sẽ chọn giới từ an vì trước danh từ số ít bắt đầu bằng nguyên âm hour, ta dùng an. 2. It's a hoặc không dùng mạo từ tradition for children to wake up early on Christmas Day. Đó là một truyền thống dành cho bọn trẻ phải thức dậy sớm vào ngày Giáng sinh. Câu 2, ta chọn mạo từ a vì trước danh từ số ít bắt đầu bằng phụ âm tradition, ta dùng mạo từ a. 3. The Autumn Book Festival takes place in the hoặc không dùng mạo từ October. Lễ hội Autumn Book được tổ chức vào tháng 10. Câu 3, ta không dùng mạo từ. Lý do, ta không dùng mạo từ với ngày, tháng, năm. 4. We went to Cần Thơ by an or không dùng mạo từ air. Chúng tôi đến Cần Thơ bằng máy bay. Câu 4, ta không dùng mạo từ vì phía trước phương tiện đi lại, ta không dùng mạo từ. 5. A. Where's a order book? Quyển sách đâu rồi? B. I thought you left it next to the TV. Tôi nghĩ rằng bạn để nó kế bên TV. Ở câu 5, ta sẽ dùng mạo từ the. Vì khi nói về một vật riêng hoặc một người mà cả người nghe và người nói đều biết, ta sẽ dùng mạo từ the. Ở đây vật riêng là book, sách. Number 2. With up the underlying parts in each question is incorrect. Find and correct it. Phần nào được gạch chân trong mỗi câu hỏi là không chính xác, tìm và sửa lỗi. 1. The workmanship kitchen gods is a long-time tradition of the Vietnamese. Câu 1, ta chọn C. Vì trước tên một dân tộc ta không sử dụng mạo từ. Ta sửa lại cho đúng bằng cách bỏ từ the. 2. People organize the workmanship ceremony at noon so that a kitchen gods can leave for heaven at 10 o'clock. Mọi người tổ chức lễ cúng bái vào buổi trưa để ông táo có thể đến thiên đình vào lúc 12 giờ. Phía trước tên riêng kitchen gods, ông táo, ta không sử dụng mạo từ. Vì thế, ở câu 2, ta sẽ chọn câu C. Ta sửa lại cho đúng bằng cách bỏ mạo từ a. 3. Most families in the Vietnam prepare offerings for the kitchen gods. Hầu hết các gia đình ở Việt Nam chuẩn bị đồ cúng cho ông táo. Trước tên quốc gia là Việt Nam, ta không sử dụng mạo từ. Vì thế, ở câu 3, ta sẽ chọn B. Ta sửa lại cho đúng bằng cách bỏ mạo từ the. 4. The offerings include a set of flowers and jewels and a paper cloth and three cards. Mâm cúng bao gồm một mâm hoa quả, quần áo giấy và ba con cá chép. Danh từ paper cloth, quần áo giấy, là danh từ số nhiều, chưa xác định, nên phía trước nó, ta không dùng mạo từ. Vì thế câu 4,
ta sẽ chọn câu C. Ta sửa lại cho đúng bằng cách bỏ mạo từ a. 5. The Vietnamese people believe that the kitchen ghost go to heaven on cows. Người Việt Nam tin rằng ông táo cưỡi cá chép lên thiên đình. Trước tên của một dân tộc, ta không dùng mạo từ. Vì thế ở câu 5, ta sẽ chọn câu A. Ta sửa lại cho đúng bằng cách bỏ mạo từ the. Number 3. Complete the sentence with a, on, the, or zero article. Hoàn thành các câu sau với mạo từ a, on, the, hoặc không dùng mạo từ. 1. It is a custom in my family to have khoảng trắng breakfast at home on Sundays. Đó là một phong tục trong gia đình tôi, là phải ăn sáng ở nhà vào ngày Chủ nhật. Câu 1, ta sẽ không sử dụng mạo từ vì mạo từ sẽ không đi cùng với các bữa ăn trong ngày như breakfast, ăn sáng, lunch, ăn trưa và dinner, ăn tối. 2. When visiting a family home, in some countries, you should bring khoảng trắng, small gift with you. Khi đến thăm nhà một gia đình khác ở một vài quốc gia, bạn nên mang theo một món quà nhỏ. Câu 2, ta sẽ sử dụng mạo từ a, vì danh từ số ít, small gift, là danh từ bắt đầu từ một phụ âm. 3. Our village festival is held on the 10th of khoảng trắng January. Lễ hội làng của chúng tôi được tổ chức vào ngày 10 tháng 1. Ở câu 3, ta không sử dụng mạo từ vì mạo từ sẽ không đi cùng với ngày tháng năm. 4. Ancient Egyptians worship khoảng trắng sun. Người Ai Cập cổ đại thờ thần mặt trời. Câu 4, ta sẽ sử dụng mạo từ the vì ta sử dụng mạo từ the cho những thứ chỉ tồn tại duy nhất. Ở đây là danh từ sun, mặt trời, vì chúng ta chỉ có một mặt trời. 5. Many people think that work hard is khoảng trắng important Vietnamese value. Nhiều người nghĩ chăm chỉ là một đức tính quan trọng của người Việt Nam. Trước danh từ số ít không xác định là value, giá trị, và trước danh từ là tính từ bắt đầu bằng nguyên âm important. Vì thế câu 5, ta sẽ sử dụng mạo từ an. Number 4. Complete the test with the or zero article. Hoàn thành đoạn văn với mạo từ the hoặc không dùng mạo từ. A recent study in khoảng trắng UK shows that family time traditions are good for khoảng trắng teens. Ở khoảng trắng thứ nhất, ta sẽ sử dụng mạo từ the, vì the sẽ đứng trước tên các nước có từ vương quốc. Ở khoảng trắng thứ hai, ta không dùng mạo từ. Lý do teens, các bạn vị thành niên, là danh từ không xác định. Một nghiên cứu gần đây ở Anh cho thấy rằng các truyền thống gia đình rất tốt cho các bạn vị thành niên. These traditions include family members playing card games, watching their favorite TV programs, or performing khoảng trắng karaoke shows at weekends with one another. Khoảng trắng thứ ba, ta sẽ không dùng mạo từ vì danh từ karaoke shows, các chương trình karaoke, là danh từ không xác định. Vì thế ta sẽ không dùng mạo từ. Những truyền thống này bao gồm các thành viên trong gia đình cùng nhau chơi bài, xem chương trình TV mà họ yêu thích, hay hát karaoke vào cuối tuần với những người khác. These activities often lead to lots of laughter and khoảng trắng fun conversations. Khoảng trắng thứ tư, ta sẽ không dùng mạo từ vì danh từ fun conversations, những câu chuyện vui vẻ, là danh từ không xác định. Vì thế ta sẽ không sử dụng mạo từ
Những hoạt động này thường mang đến nhiều tiếng cười và những câu chuyện vui vẻ. By taking part in such activities, teens strengthen khoảng trắng bonds with their family. Ở khoảng trắng thứ 5, ta sẽ sử dụng mạo từ the vì cụm danh từ bonds with their family. Sự khăng khít là danh từ số nhiều, xác định. Vì thế ta sẽ sử dụng mạo từ the. Bằng cách tham gia vào những hoạt động như thế, các bạn thanh thiếu niên có mối quan hệ khăng khít hơn với gia đình. Bài học đến đây là hết. Chúc các em có một buổi học tập và chuẩn bị bài thật tốt. Nếu thấy video hay, hãy ủng hộ cô bằng cách like, share và subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những bài học sau.